vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ, yêu dấu. Nghe bên Châu nói yêu dấu này, nghe cái mùi này hình như cái mùi năn nỉ thì phải. Thôi đúng rồi, thì tại vì nói chung thì em cũng có làm được cái gì khác ngoài cái chuyện là tỏ ra dễ thương để năn nỉ anh đâu. Anh biết sao không? Bởi vì là em có một chuyện này khá là nan giải. Lớp em chuẩn bị họp lớp, mỗi người được chỉ định là phải nấu một cái món gì đó để ăn chung với nhau. Thì em á, bạn bè em bảo là à Châu ha, Châu làm món ngon mỗi ngày, chắc là Châu nấu ăn ngon lắm, thôi Châu phụ trách món chính đi. Rồi anh ơi, giờ em làm sao giờ anh? Anh biết rồi, bây giờ anh hỏi thiệt em một câu nè, cái này là bạn em nói hay em nói? Mỗi bên chút. Nhưng mà nói như vậy thôi, dù cho bạn em nói hay em nói như vậy thì anh không thể nào để cho em mất mặt với bạn bè được. Đúng rồi đó. Thì anh cũng đâu có vui gì, được không nào? Anh đùa với em một tí xíu thôi để em có thêm động lực học món mới. Mà rất may cho em cái món ngày hôm nay anh định hướng dẫn lại là một món chính. Wow. Em có thể dùng để đại tiệc cho bạn bè cũng được. Hay quá, đó là món gì vậy anh Vũ? Nào chúng ta cùng bắt tay thực hiện món đùi gà nhồi nấm chiên giòn. Để cho 4 người ăn thì chúng ta cần có một số nguyên liệu như sau: đùi gà 4 cái, nấm hương, ngò rí, 70g giò sống, cà rốt băm, hành tây, hành tím, tương ớt, lá chanh băm, một số gia vị thông thường, sốt mayonnaise ajinomoto và một nguyên liệu nữa đó là ajiquit bột chiên cà giòn. Đùi gà chúng ta mua đùi gà là nhỏ như vậy, chúng ta phải rút xương cái đùi gà này ra, dùng dao nhỏ như vậy có mũi nhọn chắc, chúng ta gọc xung quanh cái lõi ra như vậy trước, sau đó chúng ta dựng đứng lên vậy, chúng ta tuột lại như vậy, kéo ra. À. Đó, rất là đơn giản. Và anh để đây. Ướp vô đây ít hành tím, khoảng một muỗng hạt nêm ai gì ngon. Ướp đều lên như vậy ha. Dạ, à, bởi vậy cho nên là anh Vũ mới lận cái mặt trong ra. Dạ, em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp gia vị ở mặt trong của phần đùi gà, như vậy sẽ giúp cho đùi gà thấm gia vị hơn. Nấm hương này anh ngâm mềm rồi, bây giờ sẽ cắt sợi, ta mình cắt sợi như vậy. Dạ. Này ngò rí ha. Dạ. Anh cắt nhỏ luôn. Anh bắt cái chảo mở lửa giúp anh. Cho vào đây ít dầu. Anh sẽ cho cà rốt vô xào trước ha. Dạ đúng rồi. Đó. Rồi cho nấm hương vào xào. Dạ. Anh sẽ cho vào đây hành tây. Dạ. Chúng ta cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm ai gì ngon, chút xíu tiêu. Với cái nhân này thì anh có sử dụng giò sống, mà trong giò sống thì có sẵn gia vị rồi, anh không cho thêm một tí muối nào hết. Như vậy là vừa ăn rồi. Em hiểu rồi, em cái này nhớ. Em cũng biết mà. Tại vì là trong giò sống lúc nào cũng đã có sẵn gia vị rồi, nên mình mà nêm thêm là bị mặn quá, đúng không? Chính xác. Sau khi xào các loại rau đã chín mềm như vậy, chúng ta cho ra tô. Thì anh sẽ cho giò sống vào, cho hết ngò rí vào luôn, anh trộn đều lên. Bây giờ nhân đã dẻ như vậy ha, đều bây giờ tới giai đoạn là chúng ta nhồi nhân vào bên trong, mình lận lại cái đùi gà như vậy ha. Rồi mình cho nhân vào trong như vậy, dùng cái muỗng nhỏ nha em. Dạ dạ. Nha, mình vừa cho tới tay giữ lại như vậy. Dạ. Nha, mình tiếp tục mình cho tiếp. Anh sẽ dùng tăm ghim lại phần đầu như vậy. Rồi đây như vậy. Xong rồi ha. Đây. Bây giờ để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ bắt một cái chảo dầu lên, chúng ta đun nóng trước. Dạ. Đối với một gói ajiquit bột chiên gà giòn thì chúng ta cần cho khoảng 500g nguyên liệu chính, thì trong cỡ 4 cái đùi gà chúng ta như vậy là vừa đủ đó em à. Chúng ta cho chút ra tô. Bây giờ anh sẽ tẩm qua từng cái như vậy. Dầu nóng ha, anh sẽ cho từng đùi vào chiên. Mà các bạn lưu ý nha, khi chúng ta tẩm bột, chúng ta cho vào dầu thì chúng ta phải để yên cái đùi gà đó trong dầu khoảng chừng 2 giây, sau đó chúng ta mới hãy dùng đũa chúng ta đảo nha. Chúng ta mới vừa tẩm bột xong chúng ta cho vô chảo mà chúng ta dùng đũa mà trở liền á thì như vậy cái bột nó bị rơi ra ngoài hết. Đúng rồi. Chính rồi. Rồi chúng ta thấy cái đùi gà vừa vàng như vậy, anh cho gà giấy thấm dầu như vậy. Trong khi chờ cho cái những cái đùi gà này nguội một chút xíu, anh sẽ hướng dẫn cho em pha sốt. Anh cho vào đây 2 muỗng canh sốt mayonnaise ajinomoto, 1 muỗng canh tương ớt, cho vào đây ít cái lá chanh. Chúng ta chỉ khuấy đều lên thôi ha. Từ khi sốt hòa tan thì như vậy ha, anh cho ra một cái chén sốt nhỏ. Đó. Và anh trang trí cái dĩa này một ít cái rau xà lách. Em hồi hộp quá à, bên trong nhân đó làm sao vậy anh Vũ? Chín rồi em à, bảo đảm với em luôn. Nè, anh sẽ để ở đây ha. Ở đây, anh cắt miếng lên như vậy.
Dạ, xong rồi. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn một miếng cho em. Lấy cho em miếng sốt nữa chứ. Dạ. Ừ. Rồi, đây, mời em. Em cảm ơn anh Vũ. Chắc là giòn lắm đây. Em đổi ý rồi. Em không có làm món này đãi bạn em đâu. Dạ hả? Tại vì... Sợ hao quá. Em ăn. Sợ hao quá. Em sợ là khi mà em dọn ra cho bạn em ăn thì nó không còn cái gì nữa rồi. Tại vì em ăn hết mất tiêu rồi. Quý vị khán giả thân mến, rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn thấy dĩa thành phẩm thì quý vị cũng đã hiểu được là đầu bếp Thanh Vũ đã phải đầu tư như thế nào cho công thức này, đúng không ạ? Phần nhân ở bên trong màu sắc hài hòa, rồi có độ giòn giòn của cà rốt nè, của hành tây nè, của một chút thơm thơm của nấm hương nè, rồi giò sống cũng vừa chín tới, rất là đậm đà và thơm ngon. Và cái nước chấm cũng thú vị lắm nha. Quý vị thử cho lá chanh vào trong súp mayonnaise aji mayo mà xem cái mùi thơm, không biết phải diễn tả làm nó, sao luôn á. Rất lạ. Dạ đúng rồi. Mà nó hợp với thịt gà. Dạ đúng rồi đó. Và hy vọng là quý vị khán giả của chương trình cũng sẽ thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Và quý vị cũng nhớ nha, chương trình đã có website rồi, đó là mongonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Hãy thường xuyên ghé thăm chúng tôi và chúng ta sẽ có thật nhiều điều thú vị cùng với nhau. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.